Hãy cùng tiếp tục học bài 34 tương với phần 6 bài 21 quyển 2. Hãy nói các bạn học. 同学们 同学们 Từ này còn dùng khi thầy cô giáo gọi học sinh. Hãy thử thay thầy cô giáo nói chào các em. 同学们好 同学们好 Bây giờ là từ leo núi. 爬山 爬山 Đi leo núi. 去爬山 Mình rất ít đi leo núi. 我很少去爬山 Ngày mai chúng ta đi leo núi. 明天我们去爬山 Các em, ngày mai chúng ta đi leo núi. Ở đây các em chỉ các học sinh. 同学们,明天我们去爬山。同学们,明天我们去爬山。 Bây giờ là tên một bạn người Nhật Bản, Yamamoto, âm Hán Việt là Sơn Bản. San bẩn. San. San. Bẩn. Bẩn. San bẩn. San bẩn. Bạn ấy tên Yamamoto. Tha chào san bẩn. Tha chào san bẩn. Quá tốt rồi. Thầy ơi, thầy đi không ạ? Thầy hào lờ. Lào sư, nín chư ma? Thầy hào lờ. Lào sư, nín chư ma? Bây giờ là cách nói năm thứ nhất. Từ này có thể dùng để chỉ năm thứ nhất đại học, cũng có thể dùng để chỉ năm đầu tiên của các cấp 1, 2, 3. Y niên chí. Yi. Yi. Nian. Nian. Chí. Chí. Yi nian chí. Yi nian chí. Năm thứ hai. Er nian chí. Er nian chí. Năm thứ ba. San niên chí. San niên chí. Năm thứ tư. Sư niên chí. Sư niên chí. Đại học năm thứ nhất. Đại học y niên chí. Đại học y niên chí. Học sinh năm thứ nhất. Y niên chí de xuế sang. Y niên chí de xuế sang. Học sinh đại học năm thứ nhất. Đa xuế y niên chí de xuế sang. Đa xuế y niên chí de xuế sang. Giáo viên năm thứ nhất. Y niên chí de lão sư. Y niên chí de lão sư. Giáo viên và học sinh của năm thứ nhất. Y niên chí de lão sư和学生.
1年级的老师和学生 Giáo viên và học sinh năm thứ nhất đều đi. 1年级的老师和学生都去. 1年级的老师和学生都去. Hãy nhắc lại, các em, mai chúng ta đi leo núi. Thống xuyên mẩn, mình thiên của mình chỉ phá sang. Thống xuyên mẩn, mình thiên của mình chỉ phá sang. Tốt quá rồi, thầy ơi, thầy đi không ạ? Thầy hỏi là, 老师,您去吗? Đi, giáo viên và học sinh năm thứ nhất đều đi. Chuy, 1年级的老师和学生都去. Chuy, 1年级的老师和学生都去. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nửa kg hoa quả. Yǐ jīn shuǐ guǒ. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? Huàn rén mín bì hay shì mèi yuán? Di động của thư ký Lâm. Lín mǐ shū de shǒu jī. Nặng hay không? Trùng bố trùng. Vali mới. Xin xiang zi. Làng nhàng, tạm tạm. Má mả khu khu. Đại phu. Đại phu. Đại khái có hơn 100 nhân viên người nước ngoài. Đại khái có 100 đô cơ ngoại quốc trí yuán. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phụ xí khở vấn, yu xí sân xứ. Chủ nhật nghỉ. Xin chí rư xíu xí. Ngồi xe quá chật. Dù chưa thải chỉ. Chỉ lấy một cái thẻ điện thoại. Chỉ yào yi trang điện hỏa khả. Mình lấy tiền cho bạn. Wo gei ni na qian. Mùng 8. 8号 Hơi dài 有点长 Năm nào tốt nghiệp đại học? 哪一年大学毕业? Năm sau nữa? 后年 Tham dự dạ tiệc Tham gia hoàn hội. Thì ở phòng của mình. Chiều tại của phòng chiên. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chủ nỉ sinh nhật khoai lửa. Tan học. Xả khở. Sau bữa cơm trưa thường đến chỗ bạn bè. Ủ phản ý hậu chàng chàng chùy phẩn yếu nà. Đi ra sân thể thao rèn luyện thân thể. Chùy thao chàng toàn luyện thân thể.
Ăn cơm tối. Chu wǎn fǎn. Tắm, giặt quần áo. Xí zǎo xí yī fǔ. Sau đó xem một chút TV. Ráng hǒu kàn kàn diàn shì. 11 giờ ngủ. 11 điểm shuì jiào. Các em học sinh. Thông xuế mẩn. Giáo viên năm nhất. Yì niàn qǐ de lǎo shì. Sơn bản đi leo núi. Shàn bǎn qù bǎ shàn.